Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Đánh giá nhanh các Whisky Ninja H2 SX 2022. Mẫu xe tuyên bố là cái chiếc mô tô cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Các Whisky Ninja H2 SX 2022 vừa được một loạt nâng cấp, đặc biệt là ở cái bộ phận thiết bị điện tử và hỗ trợ khi lái xe. Cái điều này đã góp phần làm cho cái mẫu đời Ninja H2 SX 2022 trở thành một trong những mẫu xe mà hãng Kawasaki tuyên bố là cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Theo chia sẻ, các nâng cấp của các bộ phận thiết bị điện tử của cái mẫu Ninja H2 SX 2022 được hãng Kawasaki tối ưu hơn, bao gồm hệ thống hỗ trợ người lái nâng cấp AIS của Bosch, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và va chạm phía trước phát hiện cái điểm mù. Cái điều này cũng tương tự hệ thống radar của Bosch trên cái dòng Ducati Bautista V4S 2021. Đối với hệ thống điều khiển hành trình thích ứng thông qua cái cảm biến radar đặt ở phía trước và phía sau của cái mẫu Ninja H2 SX 2022, khi người lái cài đặt tốc độ, hệ thống sẽ duy trì tốc độ của cái dòng H2 SX trong cái khoảng cách định trước với cái phía trước nếu có. Trong khi đó, tính năng phát hiện điểm mù thì hệ thống này sẽ nhấp nháy tín hiệu cảnh báo trên cái gương chiếu hậu nếu có cái phương tiện trong cái điểm mù của người lái. Trên thân của dòng Ninja H2 SX 2022 cũng có một vài thay đổi. Cái điều đáng chú ý là ở phần quay trước, hệ thống đèn pha LED trung tâm được đưa lên phía trên, chừa vị trí để chứa một hệ thống radar. Trong khi gương chiếu hậu và đèn tín hiệu dạng LED cũng được nâng cấp cho cái phiên bản mới. Cái bên cạnh đó, cái mẫu Ninja H2 SX 2022 cũng trang bị hệ thống giám sát AC Club, hỗ trợ chữ xe Vehicle Hall Assist, cảm biến EMU ABS 10.3 MI hoàn toàn mới của Bosch. Tất cả được hiển thị qua màn hình TFT LCD 6.5 inch. Ngoài ra, cái mẫu xe mới còn có khả năng hệ thống thông tin giải trí dựa trên điện thoại thông minh SPIN của Kawasaki, hiển thị nhật ký hành trình và thông tin trên chiếc điện thoại thông minh của người lái. Điều này cung cấp thông báo cuộc gọi, tin nhắn trên màn hình và bao gồm luôn hiển thị ứng dụng cái cụ thể. Cái mẫu Ninja 2 SX 2022 còn có khả năng lựa chọn đến 4 chế độ Sport, Cross, Trend và Nuo. Trên cái động cơ của cái dòng Kawasaki Ninja 2 SX 2022 vẫn giữ nguyên, không đổi, với 4 xăng thẳng hàng 998cc Supercharger sinh ra công suất 200 HP ở ngưỡng mong tu 11.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 137.3 Nm. Mặc dù thời gian cam đã được sửa đổi để cung cấp nhiều cái sức mạnh hơn ở cái phân khúc thấp và tầm trung, thì Kawasaki còn sửa đổi hệ thống xả và bánh răng thứ hai trong cái hộp số 6 cấp. Trong khi đó, vỏ đi hộp gọi là ốp nồi cũng được thiết kế lại để tăng thêm độ bền, đồng thời giảm tiếng ồn của phần động cơ và có thể thích ứng với cái nhớt đã được thay mới để cung cấp một cái hoạt động ly hợp mượt mà hơn. Về hệ thống chèo thì H2 SX 2022 trang bị hệ thống điều khiển điện tử Kawasaki KECS với cái hiệu Suwa Kenwood tích hợp thêm công nghệ AEAA. Cụ thể phuộc trước đến từ Suwa 4mm, phuộc sau là monoshock Suwa BFIC phía sau. Ngoài ra, cái phuộc sau còn có tới 3 chế độ tùy chỉnh giúp thiết lập phản ứng của phuộc sau trở nên phù hợp hơn dựa trên tốc độ và cái địa hình. Hệ thống phanh được nâng cấp chế phần đi đâu là 320mm với kẹp phanh Brembo Srama 4 piston cho bánh trước, cái kẹp phanh 2 piston đặt ở phía sau, kết hợp cùng với cặp lốp Christian Badlass 2 Sport S22. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, subscribe.